Trời đất ơi, con gì đây? Phóc sóc là giống chó lừa dối nhất trong tất cả các giống chó. 9.000 lá 1.000 xôi là đây nè. Nhìn bình thường thấy ảnh lùm xì bùm vậy chứ lúc mà tắm ra chút xíu y chang như con chuột vậy trời. Không chừng bà nào mà sợ chuột á, nuôi mấy đứa màu xám xám này lúc tắm ra không chừng mấy bà sợ nó luôn. Chẳng là bình thường là quăng ra xì ba để làm rồi, nhưng mà hôm nay trời mưa quá trời mưa, mà khách thì muốn đến xem mấy bé cho nên phải tự ở nhà tắm nước ấm cho mấy bé này mọi người. Nhưng mà mình khuyến cáo nha, mấy anh chị nào mà tắm không quen tay á thì đừng có tắm mấy bé vào những ngày trời mưa. Làm mà không có nhanh cái tay là mấy bé dễ bệnh lắm á. Bạn nào mà nuôi một bé á, thì mọi người sử dụng không có cần phải là cái máy sấy chuyên dụng cho chó đâu, mà mọi người mua cái máy sấy tay của người á, máy sấy tóc chứ. Nhưng mà công suất nó lớn xíu nha, công suất khoảng 2.000-2.200W gì đó. Như cái máy của mình xài là máy Philips nè, sấy cũng nhanh mà nó lại gọn nữa. Chứ mấy bà đừng có mua mấy cái máy sấy mà in hình được của Trung Quốc mà nhỏ nhỏ nha, mấy bà sấy tới tháng sau nó mới khô á. Tắm xong thì lúc nào cũng nhắc mấy bà luôn á là phải vệ sinh tay cho mấy bé liền nha. Chứ để lâu ngày nước nó đóng trong tay nó sẽ làm cho mấy bé bị viêm tay, hôi tay á. Thằng nhỏ này của mình tắm lần nào mình cũng vệ sinh hết má, mà cái tay nó dơ dễ sợ luôn không? Cỡ đó rồi thử tưởng tượng mấy đứa mà mấy tháng trời không lấy ráy tay thì sao trời. Đây là thằng nhóc Luffy á mọi người, con của bé Ribby và Fion nhà mình. Ban đầu á là tại có hai anh chị khách ở bên Mỹ, nay về Việt Nam xong sẵn ghé mình chơi cho nên trời mưa như vậy nè, vẫn phải ráng lôi tụi nó ra tắm để cho họ ghé họ xem á. Cuối cùng trong thời gian anh chị đang chờ suy nghĩ để xem quyết định là chốt bé nào á, thì Luffy nó có chủ luôn rồi mọi người. Ngày mai Luffy nó sẽ bay về Đà Nẵng, nhưng mà chủ sẽ đến từ Hội An và rước bé tại sân bay Đà Nẵng. Trời ơi xuống dữ vậy trời, hồi đợt mình đi Hội An á mình chỉ ước là mình được ở đó thôi, vậy mà bây giờ mình chưa được và con chó của mình nó lại được đó mọi người. Thôi ráng thực hiện ước mơ của bà ngoại nha. Mọi người nhìn đi có thấy bé này nó khác gì với những bé bình thường không, nhưng mà giá của nó tới 60 củ lần đó.